Sáng nay 23 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo một số cơ quan đơn vị có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Ủy ủy Vĩnh Thạnh về các hoạt động Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Dịp Tết Giáp Thìn 2024, huyện Vĩnh Thạnh hỗ trợ cho các đối tượng chính sách bảo trợ xã hội, người nghèo, công nhân lao động, người đang hưởng lương ngân sách theo quy định nhà nước trên 6 tỷ 500 triệu đồng. Ngoài ra địa phương vận động xã hội quá gần 1 tỷ đồng chăm lo Tết cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, hộ cận nghèo. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu lưu ý địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân để mọi người, mọi nhà đón xuân vui tươi đầm ấm. Đồng thời, trong những ngày vui xuân đón Tết, các cơ quan đơn vị bố trí cán bộ trực Tết để kịp thời xử lý, giải quyết các tình huống phát sinh, tuyên truyền để bà con tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái. Những người có hoàn cảnh khó khăn ít giúp người có hoàn cảnh khó khăn nhiều nâng cao tinh thần tự lực tự cường dương lên để vượt khó phát triển kinh tế gia đình